Tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 1968 QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là đề án 1968, và định hướng tham gia xây dựng vận hành hệ sinh thái xúc tiến thương mại. Về đề án 1968, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Vũ Bá Phú cho biết, đề án được xây dựng với mục tiêu nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc chính phủ, tổ chức xây dựng xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, xây dựng hình thành hệ sinh thái xúc tiến thương mại số với 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 200.000 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin. Đề án đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu gồm xây dựng và phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao nhận thức, năng lực. Trong đó, xây dựng phát triển và tích hợp các nền tảng dùng chung phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả. Để triển khai hiệu quả hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, Cục Xúc tiến Thương mại đề xuất các bộ ngành và địa phương cùng tập trung xây dựng kế hoạch triển khai theo từng năm và theo từng giai đoạn của đề án. Các hoạt động trong khuôn khổ đề án cần triển khai đồng bộ trên cả nước để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu tư. Ngoài ra, các địa phương có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất khẩu tham gia, khuyến khích hỗ trợ cho các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan trên địa bàn tham gia hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.